vật dụng để trong ô tô khi trời nắng nóng nếu để một số đồ vật sau trên xe ô tô dưới thời tiết nắng nóng có thể sẽ gây nguy hiểm cho bạn cũng như những người ngồi xung quanh. Bật lửa không ít tài xế thường để bật lửa, bao diêm trên xe để có thể dễ dàng hút thuốc lá. Tuy nhiên ít ai biết rằng nó sẽ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cực cao dẫn đến các vụ cháy nổ ô tô nguy hiểm. Nếu bị ánh nắng mặt trời chiếu vào trực tiếp trong một thời gian dài hay thậm chí có lúc chịu nhiệt độ lên đến 100 độ C, khí gà giãn nở, phát nổ gây cháy ra ghế hoặc vỡ kính. Gà lon nước có gà dưới tiết trời oi bức thì việc mang những lon nước ngọt giải khát có gà trên xe như cola, Fc là điều tương đối dễ dàng bắt gặp. Tuy nhiên, đây là những vật dụng vô cùng nguy hiểm khi để trên xe dưới thời tiết nắng nóng. Khi nhiệt độ trong xe trong khoang cabin tăng cao, thì lượng ga trong những thức uống này sẽ có nguy cơ khiến chai hoặc lon bị nổ tung. Hơn nữa, hiệu ứng nhà kính trong nội thất xe ô tô càng dễ gây nổ hơn nhiều lần vì vậy nếu đỗ xe dưới trời nắng nóng một thời gian dài thì tuyệt đối không nên để các non nước ngọt có gà trên xe ô nước uống đóng chai cũng là một vật dụng không thể thiếu giúp cánh tài xế giải tỏa cơn khát trong những ngày hè oi bức nhưng ít tài xế có thể biết rằng nó lại có thể là nguyên nhân chính trở thành hung thủ của các vụ cháy xe đối với những chai nước trong suốt khi đặt chúng dưới ánh nắng mặt trời sẽ khiến một lượng ánh sáng lớn bị hội tụ tập trung ở một vị trí Việc này sẽ khiến nguy cơ xảy ra một vụ cháy trên xe là rất cháy là một vật dụng bắt buộc phải có trên xe ô tô. Tuy nhiên, đã có nhiều trường hợp bình trong xe nổ bất ngờ khi người sử dụng đặt bình chữa cháy ở gần nơi mặt trời chiếu vào như cốc chứa đồ bảng táp lô trước hay khay để đổ bên dưới kính sau những dòng xe con. Tuy không gây cháy xe nhưng hậu quả của việc nổ bình chữa cháy là không hề nhỏ. Bên cạnh việc có thể gây hư hỏng các bộ phận bên trong xe như nứt kính, bể dàn táp lô. Theo một số chuyên gia kỹ thuật, Bình chữa cháy là dạng khí nén ở áp suất cao, cần được bảo quản trong điều kiện mát mẻ. Nhiệt độ thích hợp để bảo quản bình từ âm 10 độ C đến cộng 55 độ. Tuy nhiên, với khí hậu, Việt Nam nhất là vào mùa hè, nắng nóng, độ xe dưới trời nắng hơn 40 độ C, thì nhiệt độ bên trong xe có thể lên tới 60 độ. Đặc biệt, bảng táp lô trên xe làm bằng vật liệu nhựa hoặc da, nằm dưới kính trước sẽ hấp thụ trực tiếp nhiệt lượng từ mặt trời, nên nhiệt độ vùng này thường xuyên vào khoảng từ 70 đến 80 độ C cao hơn nhiều so với ngưỡng các bình chữa cháy chịu được. Do đó, tránh để bình chữa cháy ở những nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Những vị trí dễ bị tăng nhiệt độ lên cao như hộp chứa đồ phía trước hay vị trí để đồ sau hàng ghế thứ của những chiếc xe đan. Các loại mỹ phẩm và thuốc phụ nữ thường có thói quen mang theo thuốc, kem chống nắng hay một số loại mỹ phẩm làm đẹp trên xe. Không ít trường hợp đã thừa nhận rằng nhiều loại kem chống nắng bị nổ, đặc biệt là ở dạng xịt. Ngoài ra, các tuyết kem bị nhiệt độ đốt nóng không thể ngay lập tức sử dụng trên da. Mỹ phẩm và thuốc đều là những hợp chất hóa học nhạy cảm với nhiệt độ cao vì có thể gây biến đổi thành phần bên trong gây tác dụng không tốt tới người dùng. Vì vậy, cho nên cũng không ít nhà sản xuất đều khuyến cáo để ở nhiệt độ thấp và tránh xa ánh nắng mặt trời. Vì vậy, lời khuyên dành cho các tài xế, đặc, đặc biệt là các tài xế nữ đó là không nên để mỹ phẩm và thuốc trong ô tô nếu đỗ lâu dưới nắng nóng. Nếu có đem theo để sử dụng thì cần mang ra ngoài ngay khi xuống xe. Thiết bị điện tử một vật dụng vô cùng quen thuộc nhưng cũng lại gây nguy hiểm cho người ngồi trên xe khi để nó trong ô tô dưới thời tiết nắng nóng đó là các thiết bị điện tử như điện thoại, máy ảnh, máy quay, laptop. Nhiệt độ cao sẽ khiến các thiết bị linh kiện điện tử cũng rất dễ gặp hỏng hóc. Điển hình như việc để máy ảnh dưới trời nắng lâu ngày sẽ khiến ống kính, thẻ nhớ bị mất tác dụng. Trong khi đó việc pin bên trong bị tan chảy sẽ gây nguy hại cho sức khỏe của tất cả mọi người ngồi trên xe.